Dạ em hôm nay em mới đi nhận visa về ạ. Em phỏng vấn trường tóc hai và phỏng vấn trường Catholic ạ. Vừa em vừa nhận được visa để với trường Catholic. Em có thể chia sẻ cho chị cảm xúc lúc này của em được không? Em vui lắm ạ. Em kiểu bất ngờ lúc em nhận được tin em cũng thấy vui. Cảm ơn chị nghe nói là trường tóc hai thì mình phải phỏng vấn với đại sứ quán. Thì trong cái buổi phỏng vấn đại sứ quán đấy thì có cái câu hỏi nào mà em cảm thấy bất ngờ không? Không ạ, em không bất ngờ câu hỏi nào. Tại sao lại thế? Em kiểu như đã ôn sẵn rồi, lại là cô Hạnh dạy cho em đủ để em biết được trả lời, chứ không có câu nào mà ngoài dự kiến của bản thân em. Tức là mình đã chuẩn bị rất là kỹ rồi đúng không ạ? Ngọc ơi, có rất nhiều bạn rất là yêu thích trường top 2 đấy. Nhưng mà các bạn luôn có một cái cảm giác gì đấy rất là lo sợ. Bởi là các bạn nghĩ là phỏng vấn ở đại sứ quán rất là khó. Thế thì em có một cái kinh nghiệm gì hay là một cái lời chia sẻ gì muốn gửi đến các bạn mà cũng yêu thích các trường top 2? Em chỉ có là học ở trên lớp, học ở trên lớp thì cô giáo dạy đủ rồi, với lại là học nó đã, nó là một cái form học rồi, nó kiểu như là hôm nay mình học cái bài bản này lên đấy cũng cả người công nhận, bản thân em cảm thấy chỉ được tự tin thôi, là để không tin không thôi, tự tin là trường phá để giúp chúng ta chiến thắng nhé mọi người nhé, không bị tâm lý nhiều ấy, không nếu mà bị tâm lý hay bị run nữa cả, lúc mà ở trên đấy có một bài test nữa, lúc mà bị tâm lý run tại em. Nhưng mà một hồi sau thì cảm thấy mình làm một bài cảm thấy ổn, nên là trả lời cũng ổn luôn ạ. Thế thì mình có cái lời nhắn nhủ gì muốn gửi đến các cô giáo ở đấy không nhỉ? Em chỉ muốn là tự tin chọn mép thì tự tin đỗ các bạn ạ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn tại mép và tại Hàn Quốc ạ. Hà xin vai không?